Rồi, hôm nay ngày 18 tháng 1 ha. Thì mình chào anh chị các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Hôm nay mình có mấy món đồ pin và một số đồ nghề bán nha anh em. Mình anh em vui lòng nghe rõ hình thức mua bán giúp mình. Một là chuyển khoản, hai là ship COD ha. Chuyển khoản thì mình sẽ bao ship hết tất cả mấy món đồ dù nặng nhẹ ha. Còn ship COD anh em vui lòng đặt cọc cái thẻ cào 50 giúp mình ha. Rồi thì anh em nào xem kênh lần đầu thì nhớ bấm đăng ký kênh và anh em bấm cái chuông ha. Thì lần sau nó sẽ thông báo với tất cả các clip qua cho anh em ha. Rồi thì mình cũng chúc anh em có một ngày thật nhiều sức khỏe ha. Hôm nay mình vô vấn đề chính. Đầu tiên là có một cái con máy thổi bụi ha. Thổi bụi ha, máy pin sạc luôn nha anh em. Đây. Đây là pin zin 10.8 ha. Cái vỏ này còn khá mới. Cái đời 3.1 thì thường nó hay sống nha anh em, còn đời 3 chấm thì nó không có sống ha. Bộ này nói chung khá đẹp mà pin ở trong nó không có được đẹp lắm, thì mình bán bộ này giá là 900 ha. Số 1 ha. Sạc này sạc Pana với Nati cũng chung với nhau nha anh em, để sạc pin lithium ha. Cái này là đó, cũng còn khá là mới ha. Đây nó ghi cái chữ gì Nhật nó. Bộ này số 1 mình bán giá là 900 ha. Đời này đời nó ghi là made in Japan luôn nha anh em, ở dưới đây ha. Made in Japan đàng hoàng ha. Đó thì mình sẽ mở pin bên trong cho anh em coi luôn ha. Mình sẽ đo cell cho anh em coi luôn ha. Đó này là sạc của nó nha. Đấy mình sẽ cắm điện mình thử. Mình sẽ test máy trước ha. Cái thổi bụi này cũng còn đẹp, nó có hai cấp độ nha anh em. Một cái chậm, một cái nhanh nha. Đang bật chế độ đây là chậm nè, chế độ lên là nhanh nè ha. Nationan EZ3781 ha, còn cũng còn khá đẹp. Đó. Thì cái đầu nó ngoại hình nó như vậy ha, thổi bụi. Đó. Đây, 10.8 12V ha, made in Japan đàng hoàng ha. Đó thì mình cái pin mình gỡ sẵn rồi ha, lát mình sẽ ráp ốc vô lại sau ha. Đây thì mình sẽ đút test cho anh em coi ha. Đó. Đây ha, đây. Mình đang chạy chế độ nhanh nha anh em. Đó ha. Để quên mình sẽ đo dung lượng pin trước cho anh em coi đi ha. Vỏ pin này còn cực kỳ đẹp ha. Đây mình sẽ đo dung lượng cho anh em coi ha. Xếp. Rồi, nó tổng là 12V 2 ha. 12V 2, 12V 3 gì thì một cell nó khoảng còn 4 cell nha nè. Một cell nó khoảng còn 4V ha. Thì sẵn là mình gỡ luôn ha, mình sẽ đo bên trong cho anh em coi ha. Nó sẽ 4V với 4V là đều hết nha. Đây, một cặp nè. 4V 1 ha, một hai cặp nè ha. Chấm giữa nè ha. Đó, 4V 1 với 4V, 4V 2 ha. Đây. 3V 9, 4V ha. Đó. Thì cell bên trong thì mình sẽ gỡ luôn cho anh em coi rồi mình test máy ha. Đó, có một cell này nó hơi bị ẩm tí nha nè. Nhưng mà vẫn hoạt động bình thường ha. Mình bán bộ này 900 ha. Giờ thì anh em xài thời gian thì muốn đóng pin mới thì đóng ha. Mạch zin còn nhận sạc pin hết ha. Đó. Rồi mình mở rõ ràng cụ thể cho anh em coi rồi rõ ràng hết rồi ha. Đó, vỏ pin này thì còn cực kỳ mới luôn. Mà sao nó hoài bãi nó bị ẩm rồi. Chính xác dơ tí ha, mình sẽ test. Test con máy thổi bụi cho anh em coi ha, đây. Đút vô ha. Mình đang chạy chế độ nhanh nè anh em. Ha. Rồi mình sẽ đổi lại chế độ chậm ha, đây. Chế độ chậm có nghĩa là nó thổi hơi nó ra nhỏ nha. Đó, còn chế độ nhanh nè. Hơi nó sẽ mạnh hơn. Không. Đó, thì bộ này mình sẽ bán giá là 900 nha nè. Máy pin sạc luôn ha. Rồi mình đo lại cái nữa ha. Đó, nó 12V 3 nè ha. Đó, bóp nãy giờ mà cũng chưa sụt volt ha. Đó thì bộ này mình bán giá là 900 ha, số 1. Số 1 giá 900 nha anh em, nguyên bộ luôn nha. Máy pin sạc. Anh em lưu ý cục sạc là điện 100V nha. Số 1 sạc cũng còn khá là đẹp. Dây pin nó còn luôn ha. Số 1 giá là 900. Rồi số 2 là một cục pin Hitachi Hikuki ha, 6A. Mà cái này nó bị lệch cặp rồi nên mình bán coi như cái vỏ pin ha, anh em lấy được mớ xe trong đây ha. Bán giá là 300. Đó, đây nó dính sơn thôi nha anh em. Cái vỏ này cũng còn mới ha, sơn màu xanh ở đây cũng vậy ha, dính sơn tí chữ đâu còn ha. Đây với đây cũng chữ còn ha, mà nó dính sơn 18V dung lượng 6A ha. Đây. Còn đẹp ha. Thì cục này đợt trước mình hay test máy á.
xe nó thì còn đẹp nhưng mà nó bị mạch nó bị lệch một cặp á, là nó sẽ đó. Samsung cái này 30W quá, đúng rồi 30W ha. Đó, xe nó thì còn đẹp nhưng mà nó bị lệch cặp rồi, nó sẽ không nhận sạc pin nữa. Mình đo tổng vol hết cho anh em coi trước ha. Đây nó còn 10 khoảng 19V anh em, đó đồng hồ đây ha, 19V ha. Đó thì mình sẽ đo từng cặp cho anh em coi cho nó dễ ha, tiện ha. Đây 3V4 nè, 3V7 ha, nó bị lệch ha. Ừ, 3V9 nè ha. Ừ, 3V8 nè ha. À, 4V1 ha, nó sẽ bị lệch rồi. Nó ra 19V. Đó. 19V nó bị lệch ha. Cái này bán về cho anh em lấy sơ pin như lấy vỏ lấy mạch ha. Đó, giá là 300 nha anh em. Đó, 300 ha, số 2 ha, giá 300 ha. Rồi, hết đầu pin giờ tới đầu nghề. Thì dẹp đồng hồ luôn ha. Thì nãy mình quên cắm điện cục sạc cho anh em coi thì mình sẽ cắm lại ha. Điện 100V nha. Chú ý cho mình điện 100V ha. Lên nguồn. À, pin nó đầy chắc nó không có sạc ở đâu nè. Khi mà nó sạc là nó sẽ đứng đèn ha, khi nào nó đầy nó sẽ chớp đèn nha nè. Đó, đầy nó chớp đèn ha, đầy ha. Còn bỏ vô mà nó không nhận sạc là nó sẽ chớp đèn hoài luôn ha. Đó vậy nè. Đó. Rồi, tiếp tục tới cái số 3. Cái số 3 là một cái thước. Cái này của Tajima nha nè. Thước này bằng thép nha. Tajima ha, Tajima là thương hiệu của sao băng ha. Đó, tay quay đồ đầy đủ, còn đầy đủ hết ha. Đó, cây này 50m ha. Cái này là bằng thép nha anh em. Đó, thì mình sẽ kéo sơ ra cho anh em coi ha. Khi mà không xài nó thì quay chế độ như vậy thì nó sẽ kẹt lại, nó không quay được ha. Còn xài thì bỏ ra như vậy, kéo lại ha. Trên đây nè, đó, chữ nó nói cũng là còn rất là đẹp ha. Đầu nó dây đó, móc được còn ok ha. Con này là đủ, không thiếu đồ. Cái này là cái mũi để anh em, cho nó cho anh em chống xuống dưới đất nè ha. Đó, đây. Đây trên đây nó có ghi là 50m ha. Đó 50m ha. Đó còn đẹp. Của Tajima ha. Đây nó chỉ ha. Mình sẽ kéo ra sơ cho anh em coi 50m ha. Đó. Quay đầu nhẹ nhàng hết ha. Đó. Đây. Ha. Lâu lâu có chỗ dính dơ tí nha. Cái này mình đang để lên nó là mới kéo được 2m ha. Cái này mình mua thì mình sẽ test hết ha. Mình kéo hết thử cho anh em ha. Đó, quay vô nhẹ nhàng ha. Cây này cực kỳ nặng luôn nha anh em, không phải là nhẹ mà đó. Xài xong rồi, để vô chế độ này nó không có xây được. Cái lại ở đây thì nó cũng rớt à, cao su nó còn đầy đủ ha. Đó, hai cái. Cây này nặng lắm nha. Ừ. Thì cái từ đây tới đây tổng chiều dài tay nắm còn đầy đủ ha. Nó khoảng là 34 nha anh em, đó. Thì cái này là số 3 ha, bán giá là 450 cho cây thước Tajima 50m bằng thép ha. Đó, cực kỳ nặng luôn ha. Ký mấy 2 ký. Mấy nắm cái đó thôi. Rồi. Tiếp tục tới cái số 4. Số 4 là một cái pin đánh cước ha. Ở đây hình như nó còn thêm một miếng tem nữa. Miếng cái vỏ nó bị ai cắt này nè. Đó. Cái này miếng đánh cước này nó bằng đồng, là không hỏi mình có bán mà bằng thì thép hay nóc gì ha, không có mạ ha. Cái này nó số 4 này bán giá 120.000 ha anh em. Cây này nó cũng giống kích thước như hỏm ha, cốt tròn ha. Đó, ở trên đây thì mình thấy chữ gì hình có chữ gì mình quay cho anh em ha. Ừ. Mát 4500RGM ha, chữ đây ha. Ở đây, đó, nó có ghi rõ kích thước ha. Này 6 ly, đường kính của nó là 100 ha. Ừ, 4500, đó. Đây ha, ngoài sau nó không, chữ không ha. Ừ. Rồi, thì cái này số 4 ha, bán cái máy đánh cước này giá 120.000 nha anh em. Đó. Rồi, số 5 ha, số 5 là một cái cây vũa sắt nè. Vũ sắt hiệu sạch gì Sato ha. Cái này mình cũng bán nhiều, không mấy cây hỏng đợt trước đẹp hơn, mình bán giá 250 ha. Còn cây này nó không có đẹp bằng cây trước, mình bán một mặt là răng bự, mặt răng nhỏ hơn ha. Đó. Cái này mình bán giá là 200 nha anh em. Số 5 giá 200 ha. Cây này thì nó cũng giống như mấy cây đợt trước mình bán, tổng chiều dài nó là 34 nè, cái phần vũa nó là 22 ha. Đó, đây ha. Đó thì cái bề ngang của nó là 30 ha. Vì dày này của nó là 10 ha. Đó. Hơn 10 đó, thì mình bán cái này giá là 200k số 5 ha, Sato nè, đó, cán gỗ nha anh em, cũng còn đẹp ha. Sato. Đó.
đây ha, cái này đợt trước cũng bán nhiều, giờ được cây nó, cái này số 5 giá là 200 nha nè. Rồi số 6 là một cái thước ke để anh em làm gỗ ha. Hiệu sen qua, hiệu con chim mấy mét ra băng không? Còn khá là mới ha. Đó, hình hoa văn, hình con chim đây ha, đây đó, khắc rồng phụng gì ha, cực kỳ mới nha anh em. Đó, cái phần dưới nó anh em nhìn láng bóng ha, không có chạy gì hết ha. Đó thì cái này mình bán giá là số 6 ha, 120.000 cho cái thước này nha anh em. Đó xin test nè, đó con chim á, hiệu chim á, chim mà thường là nó hiệu sinh qua ha. Đó, thì cái này số 6 là giá 120.000 ha, đó còn khá là đẹp ha, số 6 giá 120.000 đó. Rồi số 7, số 7 là một bộ lưỡi dao nè ha, trong đây nó có 1 2 3 4, cái trên đây nó có chữ, trên hộp có chữ nha nè, hộp có chữ nè, bốn cái lưỡi dao, cái hình này hình tam giác ha, để mình lấy ra cho một, nó một mũi này với ba mũi màu vàng ha, cái này là giống nhau đó, có lỗ giữa nè, để cho anh em nào làm cơ khí thì sẽ rành cái này ha. Đó, mình sẽ quay rõ cụ thể cho anh em coi ha. Đó, có cái lỗ cốt chính giữa, cái này bốn mũi nha nè, bốn mũi hình tam giác, kích thước dày hết luôn ha. Đó, mình nhắm mình đo thử. Đó, dưới trong đây là nó thêm 10 mũi nữa ha, ở đây nó là khoảng rồi hình tam giác nó có chiều nè 15 nha nè. Đó, thì đây ha. Đó, cái này là bốn mũi nha, bốn mũi nha. Ở đây là cái này, trong đây là 10 mũi, cái vỉ này thì nó khác mũi nhau tí nha, còn tem nó đây luôn nè, đó chưa sử dụng. Đó, còn tem mình lấy ra mũi nè, mấy cái này nó giống nhau hết nha, 10 mũi này thì nó giống nhau hết, cái vỉ này 10 mũi, vỉ này 4 mũi ha. Đó, ở trên đây thì nó có ghi ký hiệu số gì của nó nè, XR10 nè, đó số với mộc chỉ đây ha. Đó, hiệu với con gì vậy? Cá sấu hoàng đại bàng vậy. Thì cái này nó có tổng kích thước của nó là khoảng 12 nha anh em. 12 vuông nha, cái này hình vuông ha. Đó, cái này nó quay lấy nét hơi khó ha. Đó, hình vuông ha, chữ ra. Đây ha. Đó, mặt dưới nè. Đó, cái này hình vuông, cái này 10 mũi luôn nha. Đó. Thì 14 mũi này mình bán giá là 180.000 nha anh em. 14 mũi này giá 180.000 ha. Rồi cái này là số 7 ha, giá 180.000 cho cái 14 mũi này ha. Rồi số 8 là một con dao thị sĩ nè, dao đi phượt ha. Con này thì còn khá là đẹp, dao còn rất là bén ha. Ở đây có chữ gì nè, con này mình ít gặp, 30F và C và chữ Nhật nè, IZUE ha. Ở đây có cái mộc, ở đây là nó có cái mộc, có mộc để anh em đi phượt ha. Đó, có mộc này còn khá đẹp ha. Đó, ở đây con này nó hình như nó 4-5 món gì trong đây ha, mình quay cái chữ ở đây cho anh em coi. Con này làm móc khóa là cũng rất là vừa nè ha, con này là size trung chứ không phải là size đại, nhiều có nó nhiều loại lắm nha. Rồi cái này mình bán giá là 250 nha nè, còn khá đẹp ha. Mình sẽ tách cái lưỡi ra cho anh em coi ha. Đây là một cái con dao nè ha, nó dao này cực kỳ bén nha anh em, đây rất là đẹp ha, bên trong ha bóng lưỡng tài bóc vũ dơ nè, chữ nghĩa đàng hoàng ha. Đó, một món nè, đây thêm một con dao nhỏ nữa ha, đây là trong coi đây đã gì ha, dít dẹp nè, dít dẹp cái đồ khui bia rồi á, là nó luôn á, đây ha, đó đồ khui bia dít dẹp nhỏ luôn nè ha. Đó, nó có một tum của nó này là 42 này nè, đó còn rất là đẹp ha. À, cái này khá đẹp, có dây để anh em treo móc khóa luôn ha. Ok, đó mình sẽ đậy lại ha. Đó. Rồi, con này số 8 ha. Bán giá là 250 nha anh em. Rồi, số 9 là một cái kìm gấp phe hiệu Super da băng ha. Cây này size nhỏ nè. Tổng chiều dài cây này còn khá là mới luôn á. Đó thì nó tổng chiều dài nó 14,5 ha. Đầu mũi nó gần giống như chưa xài, còn rất là mới nha, không có dấu. Đó, mũi nó cực kỳ nhỏ ha. Có lò xo cộng lực, khi anh em bóp là cái này mở phe hoài nè. Super ha, Super da băng. Rồi số 9 này, cái kìm gấp phe này giá 100k ha. Rồi số 10 là một cây mở đá đa năng nè ha, giá 120.000 anh em. Cao su nó còn ha, có chỗ nó dính dơ tí nè, test em biết ha. Bình thường đó, cái này của top nha anh em. Đó, top ha. Đó. AB gạch 1030 watt gì ha. Đó cái này.
con ốc này nó bị dính dơ, nó hơi nặng tí nha anh em. Về cái này xịt miếng rờ B7 vô hay gì đó mình chưa xịt nữa, mua về nó vậy luôn. Nhưng mà nó còn xay được nha, nó vẫn hơi nặng tí nha anh em. Để mình sẽ kiếm cái kìm mình mở thử coi nó nhẹ không. Đây ha. Vẫn xay được ha. Khi chúng ta mở cái cử nào thì chúng ta xay lại ha. Đó, xay lại. Cái này mình bán giá là 120.000 luôn ha. Đó, số 10 ha. Cái mở đá đa năng của top số 10 ha. Cái này thì nó có tổng chiều dài của nó, cây này mình bán giá là 19 nha nè. Đó, số 10 thì mình bán giá là 120.000 ha. Mở đá đa năng. Rồi, số 11. Số 11 là một cái cây cần siết này gần giống như chưa xài luôn ha. Của Sinlat sa băng còn cực kỳ mới luôn, nước sơn màu đen còn ha. Đây màu đỏ. Ở đây nó dính cái đầu lục giác hình như 5-4 ly trong đây ha. Đó, cái này mình sẽ mở bên đây cho anh em coi ha. Sinlat sa băng tem nó rồi bọng lục còn hết nè, mới tinh luôn ha. Đó, cái này là đồ đảo chiều đó nè. Đó, đây ha, dặn còn kẹt rẹt ha. Đó, nó dính luôn cái đầu lục giác đây thì mình sẽ để luôn cho anh em ha. Đó, đây, để luôn. Đó, thì cây này mình cũng bán giá là 100 luôn ha. Rồi, số 11 ha, giá 100 luôn ha. Đó, cây này để dít mở gốc hẹp ha. Đầu nó 6 ly 3 nha, mà nó dính mũi lục giác này thì mình sẽ để luôn. Đó, cái này bán giá 100 ha, còn khá là mới tinh luôn, số 11 giá 100 ha. Rồi, số 12 là một cái cần này của Mỹ nè. Giống như cái cây này giống như mở tự động vậy nè. Đó, nó banh ra được ha. Đó, thì cái này size nhỏ thôi. Cái này được của Mỹ nha, made in USA nè, hoàng ha. Đó, made in USA ha. Bên đây nó không biết có chữ gì nữa không. Có, nó ghi 3/8. 3/8 gì, switch đe gì ha. Đó, thì cái cây này nó có tổng chiều dài nó là 13,5. Đó, cái này để anh em mở ốc ha, cái đường kính lỗ của nó là khoảng 10 ha anh em ha. Đó, cái này nó có banh này được ha. Đó, kéo dây banh nó mở được ha. Ốc size lớn hơn ha. Đó, đây rồi. À, đó. Rồi, cái này số 12 ha, giá 120.000 luôn. Rồi, số 13 là một cái đầu mở tự động ha. Ơi, một cái đầu khoan nhỏ mini chứ không có tự động vậy. Giá 120.000 luôn ha. Số 13 ha, cực kỳ còn mới luôn nha nè. Đó, anh em nhìn cái răng của nó thôi. Đó, chưa có dấu đâu. À, cái này còn mới ha. Đó. Thì siêu mini, siêu nhỏ ha. Cái này mình cũng bán trước à. Thường cái này mình coi trong hộp là của nó, của Vietcell, Anet gì ha. Số 13 ha, giá 120.000. Đó, khi dặn ở dặn vô ra nhẹ nhàng ha. Này, cái này nó sát vô là kẹp mũi nhỏ xíu luôn á. Không phải mấy ly luôn, kẹp được luôn ha. Đó, thì cái này bán giá số 13 là 120.000 cho cái đầu khoan mini nhỏ xíu luôn ha. Rồi, số 14 là một cái cặp xéo nha nè. Đó, cây này còn khá mới ha. Đó, mình sẽ quay cái lưỡi cho anh em coi. Đó, tổng chiều dài nó là 16 đến 16,5 nha anh em nhìn ha. Cây này thì nó có chữ bên đây nữa ha, chưa một lần mài hai chữ gì này, chữ gì là mình không có biết. Bên đây nó cũng có chữ nữa ha. Đó, chữ với mã ký hiệu nè ha. Đó, 1 2 3 4 2 4 6, 6 số ha. Đây thì anh em sẽ nhìn cái mỏ nó ha. Đó, nói chung là còn cực kỳ mới. Đó, không có mẻ nha, chưa có qua, chưa qua mài một lần nào luôn nha nè. Thường cái này nó phải hở ra miếng về là mới chưa mài, nếu mà nó sát quá nó cả này là nó sẽ mài rồi ha. Đó, thì anh em nhìn bên trong là cũng chưa có mẻ gì hết ha, không có rổ ha. Đó, còn cực kỳ đẹp ha, cặp tròn. Đó, thì cái đường kính cặp tròn này đó là mình sẽ đo đây cho anh em coi ha, nó khoảng gần 20 nha anh em. Đó, cặp xéo chứ. Đó, cái đường xéo này khoảng 20 ha. Cây này thì còn cực kỳ đẹp. Đó, chữ hai bên luôn ha. Số 14 mũi chưa mẻ luôn nha nè. Cái này kỹ không, nó gãy cái mũi là thua. Rồi, số 14 giá là 400k cho cái cặp này ha. Số 14 còn khá là mới nha. Rồi, số 15. Số 15 là một cái thước nè, một cây cưa gỗ hiệu Gumboy ha. Cây này thì 2 tấc mốt, mà cái lưỡi này mình bỏ vô riêng cho anh em thôi nha. Còn cái lưỡi này mình mua ngoài bãi là nó vậy luôn. Nói chung là cây này nó có dính sát lưỡi nha, nhưng mà nếu mà nó xài rồi nó sẽ mắc cái chữ Sinki Gumboy này 2 tấc mốt ha. Đó, cái lưỡi này 2 tấc mốt mà sao nó ghi trên đây 2 tấc mốt mà sao cái lưỡi này cục ngủng không biết. Đó, khi vô cán ở đây ha. Đó,
cái chữ Shinki Gumboy nó còn ha, lưỡi nó thì có dính xét tí ha. Mình sẽ tặng kèm theo một cái lưỡi luôn, trong đây là 2 tấc 4 ha, Shinki Gumboy luôn, cũng gần giống như chưa xài thôi mà nó dính xét anh em đó. Nếu mà nó xài rồi nó sẽ mắc cái dòng chữ này ha, cái dòng chữ này mình lấy mình đánh ra nó sẽ mắc thôi hai bên ha. Còn lưỡi 2 tấc 4 ha, thì cái răng lưỡi này không có mẻ nha nè, cái này thì không có mẻ ha, cái này cũng vậy anh em nhìn cái lưỡi răng đó ha, mình bán chung mình tặng luôn 2 tấc 1 sao nó ghi cái lưỡi này vậy, ship ra vô nhẹ nhàng nha anh em, tán riêng đồ hết ha. Thì mình ship vô mình sẽ đo cái cán cho anh em coi ha, đây nè, cán là mình tính từ đây ha, nó là 23 quá đúng rồi 23 ha, Shinki Gumboy Sa Băng ha. Rồi bán chung vậy luôn nha, tặng thêm cái lưỡi nữa, giá 250 số 15 nha anh em. Rồi số 16 là một cái bộ lưỡi khoan gồm 6 mũi nha anh em. Đó, 6 mũi ha. Thì nó có những mũi chưa xài mà nó có những mũi xài rồi mà nó dính xét tí thôi nha, không có gì hết. Con này thì trong hộp luôn, nó mũi 7 ly rưỡi nè. 7 ly rưỡi là mình thay thế cho nó 8 ly cũng được ha. Cái này là của Boss. Boss này của Get Money nha nè. Đó. Mũi này nó hai cạnh ha, trong hộp mới chưa xài. Thì cái mũi này 7 ly rưỡi ha. Cái mũi này thì nó ngắn. Đó, nó tổng chiều dài luôn là 11 ha. Rồi cái mũi này là 3 ly 4 nè. Phải không? Đúng rồi 3 ly 4 ha. Cái này cũng có gạt money luôn ha, hai răng ha. Gạt money luôn ha. Tổng chiều dài cái này là nó 16 nha anh em. Đó. Rồi cái mũi này là nó mấy ly để mình coi lại ha. Nó là 4 ly 8 nha nè. 4 ly 8 cái này của da băng quá. Cái này của da băng hay gì để mình coi lại ha. Mũi này của Lotter đúng rồi. Đó dài 11 ha, cái này cũng hai cạnh nha nè. Đó thì cái này mấy cái này là có cái xài rồi có cái chưa xài ha, cái này 8 ly rưỡi còn trong hộp ba cạnh ha. Đó đây đẹp ha, dính xét đây thôi, trong hộp chưa xài luôn ha. Đó cái này dài 16 ly rưỡi luôn nha. Rồi cái này mũi này 10 ly với mũi 12 ly nha nè. Mũi 10 ly là 10 ly rưỡi á, nó mới tinh ha. Còn mũi này nó dính xét cái dòng kênh 3 cạnh với 4 cạnh ha. Cái này nó của Uzika ha, 10 ly rưỡi nè anh em thấy không đó. Còn cái này là 12 ly ha, đó của Sa Băng ha. Đó thì cái mũi này nó có tổng chiều dài nó là 16,75 ha. Đó thì mình sẽ soi em hết mấy cái mũi cho anh em đây ha. Nói chung là 6 cái này mình bán chung là giá là 250 nha nè. Số 16 giá 250 cho 6 lưỡi khoan ha. Đó. Cho 6 lưỡi khoan ha. Giá là 250. Đó, 6 lưỡi khoan giá 250 ha. Số 16 giá 250. Rồi, số 17 là một bộ lưỡi vít nè. Đó. Ở trong đây nó còn có mũi nha. Mình này mũi này là mình bỏ vào đây nè. Cái này là BH2 hết nha nè. Có mũi này BH1 nè. BH1 nè, của trong hộp của Vicell hết ha. Đó, ở đây. Cái mũi này mình lượm mũi hoài bỏ vô ha, mình có đánh sơ cái đầu cho anh em coi một mũi ha, còn sử dụng được ha. Cái mũi dài này nó có đặc biệt, nó có 500 hít nha anh em. Đó 500 hít ha. Để giữ mũi vít là cho đựng rớt ha. Đó thì cái này nó có tổng chiều dài là 11 ha. Còn bốn mũi này là 6,5 ha, trong đây nó có mũi mình bỏ chung đây luôn. Đó, còn tem còn bọng đồ ok ha, đầu nó dính xét tí thôi. Đó, ở trong đây là cũng hai mũi luôn ha, BX2 ha, của Vicell luôn, dài 6,5 luôn ha. Chưa sử dụng. Hai mũi này cũng vậy luôn. Đó, BH1, BBS2, cốt đầu nhỏ nè. Đầu nhỏ là đầu nó 3 ly hay 4 ly vậy, để anh em mở mấy góc kẹt ha. Cái này cũng dài 11, 10 hay 11 vậy, 10 ly nha, dài 10 phân ha. Đó, thì của Sunlat ha, Sunlat là thương hiệu của Sa Băng luôn á. Trong hộp chưa sử dụng, cái này hai mũi ha. Tất cả đầu gài cho máy bắn vít hết nha anh em. Đó, thì bộ này mình bán giá là 200k ha, số 17. Đây nó còn giá tiền luôn nè. 600 miên ha. 600 miên là hơn 100.000. Trăm mấy. Đó thì bán chung hết như vậy ha, giá là 200k số 17 nha. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, giá 200 nha nè. Đó. Rồi, số 18. Số 18 là mấy cái đầu nói hơi tự động ha. 4 cái tự động với một cái là xài bi không có tự động ha. Đây không có tự động nè. Cái này thì nó ở đây nó có một cái này nó bị như vậy ha, vậy anh em siết lại ha. Đó, ba cái này thì nó hơi xấu một tí, còn hai cái này thì nó đẹp, nó đầu để tự động ha. Đó, tự động nè,
Ở đây nó có chữ vậy thôi nha nè, cái này mình quay cái sáng cho anh em coi, tất cả chữ giống vậy nè, on nè, tu tút gì nè, cục gì ha. Đó thì cái đầu tự động này để anh em gài giờ hơi nó lẹ ha, đó gài lên sẽ bung vô ha, thì anh em gài sẽ bung vào đó, bung vô ha. Đó thì lúc xuống là phải kéo ra ha, đó lúc xuống nó bung lên ha, thì nó có dính, khi nó có dính dơ một tí thì anh em xịt miếng RB7 này đó, anh em vệ sinh lên tí ha. Đây nè, đó à, như trong cái này, cái này còn xài được mà nó hơi dơ nữa không, đó nó đang dơ thì nó sẽ bị kẹt, nó không có nhảy, là so mình đè lên miếng nó mới nhảy nữa không. Đó, đây ha, đó thì nó nhảy là bình thường ha, rút ra không được. Đó, đầu này tự động luôn nè, mình đút thử cho anh em coi thôi nha, là cái này là nó chung 5 cái này mình, đó à, kéo xuống miếng nè, đó này nó đang bị dơ ha, đó nó bị dơ, nó chưa có nhảy lên kịp ha. Đó mình kéo nhẹ là miếng nó vô, còn cái đầu này là không tự động ha, tại nó dính luôn cái cục này, có đầu nối sẵn luôn. Đó thì cái này mình bán chung hết luôn ha, giá là 300 cho số 18 ha, đầu nối hơi tự động. Rồi số 19, số 19 là một cái cần siết đầu điếu 80 ha, cái này còn khá là đẹp, nước sơn màu vàng mà đây còn cực kỳ đẹp luôn ha. Bên đây là nó có cái phần tem nó mà nó bị mất rồi nha nè, đây là màu inox 80 chữ nhật cái đây ha, cái này của KTC nè, 80 ha, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng ha, đây kêu rột rạc nè, đó đây nó có cái tem mà bị rớt cái tem nó còn dính lại nè, dính miếng keo á, keo cái tem ha. Bên đây màu vàng còn cực kỳ đẹp luôn ha, cây này khá là mới đó, thì mình bán giá là 120.000 cho số 19 ha. Rồi số 20 là cái số cuối clip nha nè, một bộ đầu điếu dành cho máy bắn vít ha, 2 nè, 4 nè, 6 nè, tất cả là 8 cái ha. Mình sẽ quay từ nhỏ tới lớn cho anh em coi ha, cho nó dễ. Đó, mình sẽ dựng đứng lên ha, có một cái lắc léo nè. Đó, 17 trong đây mình có hai điếu ha, cái này là số 8 nè ha nè, số 8 này của Vietcell ha, nó còn cái dòng đây luôn ha, đây nó 8 của Vietcell ha, đó đây là số 10 ha, 10 cũng của Vietcell luôn ha, đó này là một cặp. Rồi cái này số 13 ha, 13 này là dài nha nè, đó nó kiểu hiệu đây ha, 13 ha, su canh đi số 13 này thì dài nha nè, đó đó 11.5, tất cả là đầu này đầu 6 cạnh ha. Cái này số 14 nè, cũng 6 cạnh luôn ha, này của top. Cái này thì ngắn hơn tí ha, đó, của top đầu 6 cạnh luôn. Đó, cái này cũng 6 cạnh luôn ha, đó. Rồi số 17 cũng của Vietcell luôn ha, đó. Mũi này thì ngắn, mình bỏ chung luôn. Hai cạnh nó thành hai cái 17. Còn cái này của Nikke gì nè, số 17 luôn ha, đó. Đầu 6 cạnh luôn, mình bỏ luôn ha, hai đĩa 17 ha. Rồi, cái này 19 là của top nha nè, đó. Đó, đầu cũng 6 cạnh luôn ha. Đặc biệt cái này thì nó có lắc léo nha nè, lắc léo đít đó, đó. Anh em xay cái đít lắc léo ha, gài cho máy bắn vít luôn ha. Đó, cái này thì cũng dài. Rồi số 21 luôn, cũng của top luôn nha nè, số 21 của top nè, khá là mới luôn. Đó, đầu 6 cạnh luôn ha. Đó, thì cái bộ này số 20 nha, mình bán giá là 450. Rồi, số 20 cũng là một cái cuối clip rồi, mình sẽ hẹn anh chị các bạn trong cái clip gần nhất của mình ha. Mình đăng cái clip này mình gửi hàng bữa thứ tư nha nè, thứ tư hoặc thứ năm ha, còn mấy đồ hôm trước mình gửi hết rồi ha, thì anh em nào ở xa thì nó sẽ nhận hàng nó hơi lâu một tí ha, đó còn anh em nào trong Sài Gòn thì mình gửi nó lẹ hơn đó. Cái này là số 20 ha, giá là 450 đó. Rồi thì mình chúc anh em ngày sức nhiều, thật nhiều sức khỏe ha. Hẹn anh em trong cái clip gần nhất của mình.